Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ông Tổng tự đoàng vào chân, chính Phúc có dám xung phong hay không? Trong tam trụ đang chạy đua vào chức vụ Tổng Bí Thư vào thời gian tới, thì ông Vương Đình Huệ là người đang có lợi hơn tất cả. Nếu ông Tổng mà không có bị vết ven hoen ố nào trong sự nghiệp chính trị, thì cơ hội cho ông Huệ là cao hơn. Việc truyền ngôi chỉ đơn giản là trao một cách nhẹ nhàng. Hiện nay, ông Chủ tịch Phúc và ông Thủ tướng chính đều đang bị những vết đen rất lớn. Ông Vương Đình Huệ cũng có vết đen, nhưng vết đen đó không đáng kể, chỉ là vụ con gái ăn học bên Mỹ bằng nguồn tiền không rõ nguồn gốc. Còn khoảng thời gian 2 năm để chạy đua vào chiếc ghế Tổng Bí Thư, rồi còn 1 năm gần đến đại hội là chốt danh sách. Trong 2 năm chạy đua này sẽ hứa hẹn có những tình tiết rất bất ngờ, có thể thay đổi cục diện cuộc đua. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những ngày gần đây, ông Nguyễn Phú Trọng đã khơi lại những vụ án rất lớn. Ông nhắc nhở có đến 4 vụ án cần phải xử lý ráo riết. Đó là vụ án Việt Á, vụ chuyến bay giải cứu, vụ Trịnh Văn Quyết và vụ của FEC và vụ Đỗ Anh Dũng của Tân Hoàn Minh. Trong 4 đại án ông Trọng thúc Tô Lâm điều tra thì phân nửa là phơi bày những vấn đề liên quan đến ông Nguyễn Phú Trọng. Đó là vụ án Việt Á và vụ án Trịnh Văn Quyết. Vụ Việt Á là chữ ký của ông Phú Trọng lên tấm huân chương lao động hạng 3. Còn vụ Trịnh Văn Quyết đang lộ rõ bàn tay dìu dắt của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đối với doanh nhân này. Nếu nói vụ ký tặng huân chương lao động hạng 3 cho Việt Á là tay bay vạ gió, thì việc nâng đỡ Trịnh Văn Quyết là hành động chủ ý của ông Tổng Trọng dạ khá rõ ràng. Đây rất có thể là huyệt điểm của ông Trọng mà những người đang muốn đua vào chiếc ghế Tổng Bí Thư có thể tận dụng. Lâu nay danh tiếng của ông Chủ tịch Phúc và ông Thủ tướng bị lấm lem bùn đất đến nỗi ít ai còn nhận ra những ông này còn chỗ nào sạch, thì ông Nguyễn Phú Trọng vẫn được tôn là người sạch nhất trong Đảng Cộng sản. Làm chính trị thì phải cơ hội, phải tận dụng từng chút cơ hội thì mới thắng. Ở mặt này cả ông Thủ tướng chính và ông Chủ tịch Quốc hội đều rất giỏi, và ông Phúc cũng không phải tay vừa. Nếu biết khai thác vết đen giúp Trịnh Văn Quyết, ông Phạm Minh Chính và Nguyễn Xuân Phúc có thể bôi đen ông Trọng, và nhờ đó cả ông Phúc và ông Trọng đều có cơ hội hơn. Vụ án Trịnh Văn Quyết lớn không thua gì vụ án Việt Á cả. Nó hứa hẹn càng về sau người ta càng khui ra những bất ngờ ẩn giấu. Khi ông Trọng bị bôi đen thì cơ hội cho Vương Đình Huệ cũng không còn cao nữa. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc. Có người ví việc giúp đỡ Trịnh Văn Quyết kiếm hợp đồng khủng với đối tác lớn nước ngoài là hành động tự bắn vào chân mình. Bởi chính cái lò của ông Nguyễn Phú Trọng được thổi bùng và nó hút Trịnh Văn Quyết vào lò. Những tưởng Trịnh Văn Quyết chỉ trả giá cho hành động thao túng thị trường chứng khoán vốn không nghiêm trọng thì nó lại lòi ra chuyện động trời là ông Quyết phạm tội lừa đảo. Từ đó những hợp đồng làm ăn của FEC với đối tác bị người ta khui ra, và từ đó hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đứng sau lưng ông Trịnh Văn Quyết quá rõ ràng. Khi tạo ra cái lò đốt củi tham ô, chắc ông Tổng Bí Thư không bao giờ nghĩ là chính cái lò này lại táp lửa vào người ông như ngày hôm nay. Cũng giống như các nhân vật tứ trụ khác, sẽ không có truy tố hay cách chức đối với ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, cho dù có bằng chứng giúp ông Trịnh Văn Quyết đi nữa. Cái ông Trọng sẽ mất là uy tín trong đảng giảm sút, và nhờ đó những đối thủ khác sẽ mạnh lên. Không biết với tình hình như hiện nay, ông Phúc và ông Chính có dám dùng công cụ nào đó để tố ông Trọng hay không? Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính, đương kim Thủ tướng của Việt Nam. Thế lực của ông Tổng Trọng rất mạnh, tuy nhiên phải là ông không có điểm yếu. Điểm yếu của ông Trọng hiện nay đang bộc lộ dần, và không có gì đảm bảo danh tiếng trong sạch của ông Trọng được giữ cho đến khi ông về hưu. Cũng có người nói trong nhà nước Cộng sản Việt Nam không có người trong sạch mà chỉ có người chưa bị lộ. Những người chưa bị lộ thì cứ tạm gọi là trong sạch cho đến ngày họ lộ nguyên hình. Có lẽ ông Nguyễn Phú Trọng cần phải che đậy hơn để tránh mất uy tín và đánh mất cái công đốt lò của mình. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ông Bà Dũng đang hy sinh con nhỏ để củng cố Trường Nam, còn sức còn chiến. Xem ra thế lực Nghệ An đã quá mạnh,
ông Nguyễn Tấn Dũng đã để cậu con trai út Nguyễn Minh Chiết thất thủ trước Bùi Quang Huy, cho thấy ông Dũng cần phải làm gì khác chứ không thể ôm đồm nhiều việc trong một thời gian quá ngắn. Một địa phương mà có đến 14 ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có đến 3 ủy viên Bộ Chính trị, là địa phương đó quá mạnh. Ở miền Nam chỉ có 3 ủy viên Bộ Chính trị, đó là ông Trần Thanh Mẫn, quê Hậu Giang, chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Nguyễn Văn Nên, quê ở Tây Ninh, đang là Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; và thứ ba là Võ Văn Thưởng, quê ở Vĩnh Long, đang là Thường trực Ban Bí thư. Tuy nhiên hiện nay cả 3 ủy viên Bộ Chính trị của miền Nam không ai là thân thiết với phe bà Dũng. Họ là những cá nhân bám vào phe miền Bắc để tiến thân mà hoàn toàn xa lánh thế lực một thời ở miền Nam, gia tộc Nguyễn Tấn Dũng. Đây hình ảnh ông Nguyễn Tấn Dũng. Tuy cả miền Nam có 3 ủy viên Bộ Chính trị trong Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng ông Nguyễn Tấn Dũng lại nhờ cậy vào thế lực Thanh Hóa, mà người đứng đầu là ông Phạm Minh Chính, đương kim Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mà Thanh Hóa thì chỉ có 6 ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có 1 ủy viên Bộ Chính trị và 1 ủy viên dự khuyết. Thanh Hóa được xem là địa phương có nhiều ủy viên Trung ương Đảng nhưng chưa thấm vào đâu so với thế lực tại Nghệ An. Đấy là chưa nói đến thế lực Hà Tĩnh. Thế lực Hà Tĩnh với 11 ủy viên Trung ương Đảng và trong đó có 1 ủy viên Bộ Chính trị. Khi họ liên kết với nhóm Hà Tĩnh thì xem như thế lực bà Dũng khó mà địch nổi. Vấn đề cạnh tranh đưa cậu con út vào chiếc ghế bí thư Trung ương Đoàn xem như đã thất bại. Có lẽ ông bà Dũng cần dồn lực cho cậu trưởng và cần phải hy sinh cậu con trai út để đấu với nhóm Nghệ An không hề đơn giản. Hồ Đức Phước đang được nhóm Nghệ An đẩy vào Bộ Chính trị ở đại hội lần thứ 14 vào 3 năm sau. Nguyễn Thị Nghị cũng cần phải giật một suất trong Bộ Chính trị, nếu không thì rất khó mà có cơ hội nào khác. Hiện nay ông Dũng chưa phải là già lắm, bóng Phạm Minh Chính vẫn còn đang tại chức thì cơ hội không lúc nào lớn bằng lúc này. Nguyễn Thị Nghị hiện có 2 mục đích. Mục đích thứ nhất là vào Bộ Chính trị. Mục đích thứ nhì là nhắm đến một chiếc ghế Phó Thủ tướng. Nhiệm kỳ trước trong chính phủ có đến 3 ông Phó Thủ tướng là ủy viên Bộ Chính trị. Đó là ông Trương Hòa Bình, ông Vương Đình Huệ, ông Phạm Bình Minh. Và sau nhiệm kỳ này cũng có thể là trường hợp như vậy lại lặp lại. Hiện nay ông Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đang dính đến sai phạm đất đai tại Hải Phòng. Ông cựu bí thư Thành ủy Hải Phòng hiện nay cũng đang ém vào hồ sơ điều tra đang được đút ngăn kéo. Cha con ông Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Thị Nghị mà xoáy vào vấn đề này thì rất có thể nhiệm kỳ sau Nguyễn Thị Nghị sẽ chám vào đây. Nguyễn Thị Nghị là bộ trưởng có thực học, đấy là lợi thế, nhưng là lợi thế nhỏ, lợi thế phe phái mới là lợi thế lớn trong hàng ngũ Đảng Cộng sản. Về sai phạm, Nguyễn Thị Nghị vẫn chưa có sai phạm nào rõ rệt ngoài sai phạm đất đai khi còn là bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang. Còn về cương vị bộ trưởng, nhiều người đánh giá Nguyễn Thị Nghị đang làm khá tốt. Ở phía ngược lại, Hồ Đức Phước đang gặp vấn đề khá nghiêm trọng ở vụ án Việt Á và thị trường chứng khoán. Cũng có lần Nguyễn Thị Nghị đã đá sang thị trường trái phiếu doanh nghiệp, nhưng xem ra vẫn chưa làm gì được Hồ Đức Phước. Có lẽ cha con ông bà Dũng nên tìm cách khác thì hay hơn. Hiện nay ông Nguyễn Phú Trọng đang cho đốt lò rất mạnh. Không biết Hồ Đức Phước có trụ nổi trước bão lửa của ông Trọng hay không. Cũng không ai hy vọng Hồ Đức Phước ngã ngựa bằng Nguyễn Thị Nghị. Khi ứng viên cho ủy viên Bộ Chính trị thì ít đi nhiều thì đó cũng là đồng nghĩa với cơ hội cho Nguyễn Thị Nghị sẽ cao hơn. Không biết ông bà Dũng tính sao, dàn trải lực lượng hay hy sinh cậu con út để củng cố Trường Nam.